Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Quốc Trưởng Đại Mẫu, đoàn từ chúng con 14 người và đây chiều qua hầu hết trong số đó là Phật tử Quảng Ninh. Những người trong những ngày qua theo lời chỉ dạy của Trưởng Lão đã cùng hết sức cùng với chúng con gắng sức làm theo lời dạy của Thầy, lo tìm xây dựng cái điểm mới để có thể nhiều người có nơi tu tập dựa vào đó cũng là chính pháp. Trong số Phật tử đây hầu hết là những người vừa qua đã được Trưởng Lão quy y cho nhưng mà chưa có thể được vào đảnh lễ. Hôm nay xin Đức Trưởng Lão cho tất cả chúng con được đồng kính lễ Đức Trưởng Lão, tỏ lòng chúng con xin đồng kính lễ Đức Trưởng Lão. Con lên mấy con ngồi đứng dậy ngồi hết đi con, lễ thầy rồi ngồi hết đi, ngồi lên ghế cho mấy con ngồi hết. Kính bạch Đức Trưởng Lão, có duyên lành, duyên lớn lắm đối với chúng con trong kiếp sống này được gặp chính pháp, được gặp thiền hữu tri thức, được là đệ tử của Thầy. Nay có duyên duyên được vào đây đảnh lễ Trưởng Lão, thời gian quý vô cùng, từng giây từng phút, xin Trưởng Lão bố thí pháp để chỉ dạy cho chúng con trên đường tu tập. Khi có duyên như chánh Phật pháp thì mấy con phải ráng cố gắng mà tu tập như Đức Phật đã bảo đã dạy, tự thắp đuốc lên mà đi, không có người nào tu thay cho mình được, mà chính bản thân mình phải tu tập. Mà Thầy dạy cái phương pháp của Phật rất là đơn giản, nó không có khó khăn, hãy không tu thôi, mà tu thì có kết quả ngay liền, có sự giải thoát. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, không tu tập thôi, mà hãy tu tập thì chúng ta có gì. Chỉ vì mấy con không muốn giải thoát cho nên mấy con ôm ấp sự đau khổ trong lòng, mấy con giận hờn phiền não thương ghét đều là pháp đau khổ. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta giữ gìn cái tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nó rất đơn giản, một cái chân lý thật sự của đạo Phật mà ai là con người cũng có tâm bất động. Các con ngồi bây giờ, các con lắng nghe cái tâm của mình, nó không có động địa gì hết, thanh thản. Các con nhìn thấy thật sự cái tâm của chúng ta rất thanh thản, an lạc, vô sự. Nên thì mấy con thấy đó là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn cái chân lý: khổ là đời người sinh ra ai cũng khổ, đó là cái chân lý thứ nhất. Chân lý thứ hai là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, đó là lòng ham muốn của chúng ta. Thì con người ai cũng có lòng ham muốn, tức là có cái duyên nghiệp sinh ra. Cái chân lý thứ ba là cái chỗ không còn đau khổ, cái chỗ không còn đau khổ, một cái trạng thái không còn đau khổ, đó là tâm bất động, tâm an lạc vô sự. Các con ngồi, các con suy ngẫm lại, các con có thật sự, chứ không phải là người có người không, người nào cũng có, nhưng mình muốn giữ gìn hay bảo vệ nó, hay hoặc là không giữ gìn, không bảo vệ nó. Chân lý thứ tư của đạo Phật đó là đạo đế, tám cái nẻo tu thập để làm chủ được sự sống chết của chúng ta, để làm chủ được sự sống chết. Nhưng mà tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì chúng ta sẽ có bốn sự, bốn cái lực làm chủ được sự sống chết, chứ không có một cách thức nào mà chúng ta rèn luyện nó được cái điều, mà chúng ta chỉ cần giữ được, nhìn được cái tâm bất động là chúng ta sẽ có được tứ thần túc, bốn cái lực như thần để mà chúng ta làm chủ sinh già bị chết.
chứ không phải cái lực mà làm chủ sinh già bệnh chết. Phải luyện tập thế này thế khác, biết bao nhiêu hoài đạo tập luyện đủ cách nhưng không có cái lực đó. Còn đạo Phật già chúng ta chỉ bảo vệ giữ gìn cái tâm bất động là sẽ có bốn cái. Chúng ta không rèn luyện nó, nhưng chúng ta có được tâm bất động là chúng ta có nó. Thì tâm bất động là một cái chân lý diệt đế của đạo Phật, cái chân lý giải thoát thật sự của đạo Phật mà người nào cũng có. Đã nói chân lý là một cái sự thật, cho nên khi mà thầy dạy mấy con dùng cái pháp như lý tác ý, Đức Phật đã nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc tức là sự đau khổ, thân đau khổ, tâm đau khổ, cái tâm giận hờn phiền não là đau khổ, mà cái thân đau nhất chỗ này chỗ kia nó là đau khổ, mà trong danh từ kinh sách gọi là lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc tức là đau khổ sẽ bị diệt, mà đã sanh ra thì bị diệt, mà chưa sanh thì không sanh. Chẳng hạn bây giờ mấy con thân chưa có đau, mấy con tác ý, tâm bất động, thân thản an lạc vô sự, tất cả cảm thọ đều là pháp vô thường, đừng sợ hãi nó. Thì cái cảm thọ nó sẽ không đến thành mấy con không có bệnh nào. Ta lại mấy con không chịu tác ý, cho nên đến khi mà đợi cho nó có đau bệnh rồi thì mấy con phải tác ý đuổi nó đi, phải tác ý đuổi nó đi. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Cái cảm thọ đau nhất này, cái đầu nhất hoặc là cái buồn đau á, đi rời khỏi thân thì nó sẽ đi rời khỏi thân. Khỏi uống thuốc, khỏi tốn tiền với bác sĩ gì cả, chỉ có phương pháp của Phật mà giúp cho chúng ta được gì thôi. Các con có hữu duyên, các con được nghe chánh pháp của Phật, tự cứu mình thoát ra sự đau khổ của kiếp người. Có một người nói nặng lời, chửi mắng mình nhắc tâm bất động, thanh thản là cư sự, đó là nhân quả. Đời trước mình chửi mắng người ta, đời nay có duyên gặp nhau để người ta chửi mắng mình, tại sao lại giận hờn? Mình muốn tạo cái nhân quả nữa sao? Thì ngay đó tâm với con sẽ không giận hờn cái người chửi mắng mình, tức là giải thoát. Và con thấy đạo Phật rất là thực tế cụ thể, cho nên không ai mà làm động mình được hết. Nói nặng nói nhẹ mình thản nhiên vui và còn thương yêu và tha thứ cái người người ta đang đau khổ, người ta mới nói nặng nhẹ mình chứ. Người ta không đau khổ làm sao mà người ta nói nặng nhẹ mình? Cho nên mình khởi cái niệm, mình khởi nghĩ đúng. Một cái người mà mắng chửi mình là cái người đang đau khổ mấy con. Họ tức giận mình, họ tranh chấp mình, cái gì họ hơn thua mình cái gì đó mà họ không đạt được, họ mới ghét mình, họ mới chửi mình. Họ là người đau khổ. Cho nên mình nghĩ đúng là mình nên thương xót người ta. Còn mình nghĩ sai á, mình đâm ra mình tức giận, đó là mình nghĩ sai. Rồi mình tranh chấp với họ hơn thôi nha. Đời các pháp điều vô thường, có gì mà tranh chấp nhau làm gì nữa con. Các con nghe cái bài kệ của thầy rất là đơn giản: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi, có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vạn sự vô thường, buông xuống đi. Bây giờ mấy con còn thở, mấy con còn tranh chấp hơn thua. Mà khi hết thở rồi mấy con tranh chấp với ai đây? Tiếp tục đi tái sanh luân hồi, hoặc làm loài vật, hoặc làm một người khác, đều là đau khổ. Khi đủ duyên được gặp thầy, được nghe thầy, là một con người đã làm chủ được bốn sự đau khổ như Đức Phật ngày xưa. Các con cứ nhìn thầy, con người thầy có khác gì mấy con đâu. Mà tại sao thầy làm chủ được? Thì không lý mấy con làm chủ không được. Là con người, người nào cũng làm chủ được. Tại vì mình khó chịu, khó, mình luyện tập. Mình luyện tập có gì đâu, đâu có luyện tập cái gì đâu khó khăn. Hằng ngày tâm niệm mình nó có những cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, đủ thứ niệm ở trong này nè. Ngồi im nó không có chịu im đâu. Mà mỗi niệm là tác ý, mà tác ý là tạo thành một ý thức lực, mà cuối cùng thì nó trở thành bốn cái lực như thần, tứ thần túc. Bốn cái lực như thật, con người ai cũng có, nhưng chúng ta bền chí để mà chúng ta diệt tất cả những cái niệm đó đó, để nó trở thành, nó trở thành cái lực như thật. Mà hàng ngày chúng ta tác ý, chúng ta nó diệt chứ chúng ta đâu có diệt, tức là chúng ta ly dục ly ác. Một lời nói người đó làm cho mình buồn phiền, mà mình tác ý tầm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả đều nhân quả. Tâm mình thản nhiên không giận hờn,
tức là ly, đó là ly ác pháp. Khi tâm mình khởi ham muốn cái gì thì mình đã thấy thành bất đắc, an lạc vô sự. Ham muốn là đau khổ. Đức Phật nói cái chân lý đau khổ này mà, tại sao chúng ta khởi ham muốn là gì? Thì ngay đó chúng ta sẽ không có cái ly kiến cái ham muốn đó. Chúng ta có pháp như lý tác ý mà mỗi lần tác ý như vậy là nó tăng lên một cái lực một chút chút, mà nhiều lần cho đến khi tâm chúng ta hoàn toàn bất động là nó có được tiếp tục tốt rồi. Chúng ta tu tập có tu tập gì đâu, chỉ chúng ta sử dụng pháp để tâm mình được giải thoát cái gì, nhưng mà cuối cùng nó lại có cái lực để làm chủ sanh già bệnh chết. Nó mới còn thấy đơn giản nữa. Vì vậy mà phải ráng tu tập, đi tới đi lui lăn xăng rồi rốt cuộc rồi đau khổ cũng vậy, sự đau khổ không biết con ai đánh giá sự đau khổ. Bây giờ cha mẹ có thương con cách gì mà thấy con đau thay thế cái bệnh cho con, mình đau thế nó không được. Con có thương cha mẹ cách gì nữa mà cha mẹ bệnh đau thì đứa con cũng không thể đau thế cho cha mẹ được. Vậy thì không ai đau thế cho ai được hết, thì mình phải tự cứu mình chứ sao. Cho nên những sự đau khổ trên thân và tâm thì mấy con phải tự cứu mình bằng phương pháp như lý tác ý. Như nãy giờ thầy giảng với con, tâm bất động thanh thản an lạc, đó là cái phương pháp chú kính làm cho mấy con được giải thoát hoàn toàn. Nhưng mấy con nên nhớ rằng khi mấy con ở trong gia đình thì mấy con trước các cái mọi người xung quanh mình, trước các pháp ác, mấy con dùng cái con tác ý đó thì mấy con sống trong gia đình mình rất là an ổn, không ai nào, nhưng chưa phải giải thoát hoàn toàn. Khi đó mấy con phải sắp xếp gia đình, con cái lớn khôn, sắp xếp hết cho cuộc sống đó. Các con sẽ đến một cái tu viện, một cái nơi mà người ta hướng dẫn để mấy con làm chủ bốn sự đau khổ. Mấy con sẽ xin một cái thân, mình phải sẽ cho mấy con một cái thân như những cái thân như thế này. Mấy con sẽ sống một mình. Chứ không khéo mấy con cứ tiếp duyên, mấy con nói chuyện cái này kia thì mấy con biết đời nào mấy con đạt được cái mục đích làm chủ được. Chỉ có sống độc tư, sống một mình, không chơi với ai hết. Từ cái chỗ mà sống một mình, mấy con thích thú sống được một mình rồi, thì chừng đó mấy con sẽ rèn luyện từng cái tâm niệm của mấy con, khởi lên con tập ý, mấy con đuổi đi sống. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không tánh giác. Còn mấy con cứ để tâm mình tiếp duyên người này người kia, làm sao mấy con đạt được. Mà bây giờ mình ở trong gia đình, mình làm chủ được cái tâm của mình, không giận hờn người ta nói gì, thì đó là cái giai đoạn đầu của tri kiến của chúng ta bằng cái phương pháp như lý, để chúng ta xả cái tâm chúng ta được giải thoát. Nhưng muốn đi sâu hơn nữa thì phải sống độc cư, sống một mình. Chớ mà sống mà tiếp duyên người này người nọ kia thì hoàn toàn không được. Đó như bây giờ các sư các thầy là đủ duyên để mà thực hiện, mà đến đây mà nghe mà thầy mà nói chuyện á, thì các sư bị phóng dật. Tôi bây giờ suốt bao nhiêu đời trong giải thoát, thích nói thích nghe thầy nói là đã phóng dật. Thầy đã bảo mình ôm pháp chứ đâu phải ôm thầy, mà chỉ muốn nghe thầy nói cho nó vui chơi thôi, thì cái đó cũng bao giờ tới đâu, uổng phí. Thầy nói thậm chí nghe thầy nói thôi nó cũng là sách tấn mình đó, nhưng mà sự thật cũng bị phóng dật, cũng bị phóng dật. Cho nên mình phải sống một mình, không nghe một người nào, chỉ nghe pháp. Khi mà thầy giải pháp rồi thì ôm chặt pháp mà tiến tới, chứ không cần ông thầy nào dẫn. Tự thắp đuốc lên đi, đâu có cần ông Phật cứu mình được đâu. Cho nên mình không cầu khẩn ông Phật cứu mình, ông Phật không giúp mình được, cũng như thầy đâu có giúp mình được. Mà mấy con phải tự giam mình trong tháp thì mấy con mới được. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để mấy con thấy từ người cư sĩ mấy con tiến dần đến trở thành những tu sĩ. Tu sĩ không cần phải cạo tóc. Còn như quý tu sĩ này bây giờ cạo tóc mặc y áo tu sĩ như thầy mà cứ tiếp duyên thì là tu sĩ, là cư sĩ trọc đầu chứ không phải là tu sĩ. Thầy nói thẳng mà, hầu hết là quý thầy không tu để làm chủ sinh già bệnh chết, thì dù quý thầy là hòa thượng đi nữa cũng là cư sĩ trọc đầu chứ không phải tu sĩ của Phật giáo được.
tu sĩ Phật giáo là phải làm chủ bốn sự đau khổ, ý như Đức Phật chứ. Là đệ tử của Phật phải làm đúng như Phật, phải sống ngày ăn một bữa, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, phải sống một mình chứ. Chứ tu sĩ sao lại sống tiếp viên nói chuyện rồi tiền bạc rồi ăn uống phi thờ như vậy làm sao được. Mình đi tu là mục đích mình để cứu kính, để làm cho mình được giải thoát, chứ không phải mình đến đây để mình mượn tôn giáo, để mình làm tiền làm bạc trên cái hình thức tôn giáo. Cho nên sự tu tập phải đúng đắn, mà không đúng đắn thì đối với thầy thì bị dập hết. Thà là đừng tu, tu là mang tiếng cái danh từ của Phật giáo, là mang tiếng cho cái đạo. Tu cho đúng, mà tu không đúng thật, không được. Làm người cư sĩ, giữ gìn đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người là đấy. Nếu như bây giờ mấy con là cư sĩ, mấy con sống không làm khổ mình, khổ người. Người ta chửi không giận, tức là mình không làm khổ mình. Mình không chửi lại họ, tức là không làm khổ. Phải không đấy? Lúc nào cũng khởi sự thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm. Là con người ai lại cũng có lỗi lầm chứ. Sao chúng ta không biết thương yêu và tha thứ? Mà chính thương yêu và tha thứ thì mình đã được giải thoát. Bản thân mình đã được giải thoát. Đạo Phật nó rất là tuyệt vời. Nó tạo cho con người ta có một cái nền đạo đức thật sự rất tốt. Một cái nền đạo đức nhân bản sống không làm. Mà thầy thường nhắc. Người nam cũng như người nữ, người nào tu cũng được giải thoát hết. Không tu thôi, tu là có giải thoát ngay. Người ta chửi mình, nhắc tâm bất đồng thành tà, thì ngay đó tâm bất đồng là giải thoát. Khi thân mình đau bệnh, nhất chỗ này đau chỗ kia, tâm bất đồng thành tà là vô sự, cảm tỏ là vô thường. Ta không sợ mình đâu. Mình chỉ cần tắt ý cái câu như vậy thôi, tâm nó không dao động thì cái bệnh nó sẽ lui đi. Thầy đâu có giỏi gì, thầy cũng có mang cái thân như mấy con, thầy cũng có bệnh có nhất. Nhưng mà thầy bảo đi thì bệnh nó rút đi, thân thầy không đau gì. Và tình tử này nó dễ đau hơn mấy con nhiều. Thế mà mỗi lần nó bén mảng tới thân thầy thì bảo đi, ở đây không phải là chỗ mày ở. Tại sao thầy có cái lệnh đuổi được bệnh? Mà cái lệnh đó này mấy con cũng, người nào cũng có đuổi được. Chứ bây giờ mấy con tắc ý như thầy, mấy con tắc ý được mà. Ý của mấy con ở chỗ đó mấy con làm được mà, chứ đâu phải là không được. Nhưng mấy con rèn luyện nó thì mấy con bảo nó trơ trơ, nó không hết. Nhưng mấy con chỉ cần lan dạ, dũng cảm, chẳng sợ cái cảm tỏ đau đó. Đừng đi bác sĩ, đừng đi uống thuốc, đi đi. Ở đây tao không sợ đấy, cho mày chết. Tao không chết đâu mà nó đi mà. Mấy con làm gan đi, mấy con làm một lần thử coi, rồi sau đó cái niềm tin mấy con sẽ thấy Phật Pháp liền mà. Còn mấy con nhát gan nghe đau nhất, mấy con chịu nổi, con phải đi bác sĩ uống thuốc rồi. Sự thật đó là mấy con đi bác sĩ uống thuốc là mấy con nuôi bệnh, chẳng bao giờ hết bệnh. Nó không bệnh nó, uống thuốc nó hết bệnh đó, mai mốt sẽ bệnh khác. Còn thầy ở đây bệnh gì cũng đuổi đi hết. Thành ra đâu có bệnh nào được ở trên thân thầy. Như vậy là thầy mới làm chủ được mình. Đó làm chủ được mình. Còn làm chủ được cái đời sống của thầy thì không ai làm, không ai làm cho cái tâm thầy dao động được hết. Thầy không giận buồn gì ai hết. Ai thầy cũng thương hết, chúng ta cũng thương hết. Cho nên thầy làm chủ được cái đời sống của thầy. Bây giờ ai cất chùa to thầy cũng không ham. Cho thầy cái gì thầy cũng không ham hết. Nhưng cái duyên của thầy chỉ lẽ ra khi mà thầy làm chủ được sự sống chết. Thầy đã ra đi lâu rồi. Nhưng thầy thấy tội quá. Bây giờ bỏ mấy con, bỏ chúng sanh mà đi, ai dạy cho mấy con biết pháp này mà. Từ khi Đức Phật tịch rồi, ông La Nan mất rồi, thì giáo pháp của Đức Phật đã bị một cái giáo pháp kiến giải của ngoại đạo nó phủ lên hết, người ta hết biết được. Các con thấy bây giờ các con đến chùa thì người ta dạy mấy con tụng niệm cầu siêu, cầu an, cầu thánh, cầu thần. Chứ người ta đâu có dạy mấy con tu tâm bất động thanh thản an lạc như sự đâu. Các con thấy rất rõ ràng, nó phủ mất hết rồi. Giữ luật thì không dạy cho mấy con sống nghiêm chỉnh. Mấy con muốn tu tập mà tác ý cho có hiệu quả thì năm giới của người cư sĩ mấy con phải giữ gìn đúng. Chứ mấy con không giữ giới, mấy con tác ý nó còn không hết nữa. Giới là thiện pháp mà. Nó sẽ chuyển biến, làm thay đổi cái nghiệp nhân quả của mấy con. Bởi vì
các con thân mấy con đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, đều là do nhân quả hết. Mấy con có làm ác nó mới có đau trong thân của mấy con chứ. Chứ đâu phải khi không nó đau được sao. Còn bây giờ mấy con sống đúng năm giới của mấy con sống thiện rồi. Tự nó đã chuyển rồi đó. Bây giờ dùng cái pháp như lý tác ý nữa là nó thay đổi nhân quả. Đời sống mấy con không còn bệnh tật nữa. Không ai làm cho mấy con buồn phiền được nữa. Tức là đây là cái đời sống vậy. Còn bây giờ làm chủ được cái thân của mấy con làm chủ được cái đời sống. Còn bây giờ làm chủ được cái thân mấy con thì mấy con tiến tới một chút nào, làm mấy con sống độc tư. Thế mấy con nói bây giờ mấy con vô vậy thì cho cái thân, không chơi với ai hết ở trong thân. Có hôn trầm thì niên thì mấy con sử dụng pháp thân hành thiện, mấy con đi để phá hôn trầm thì niên. Pháp hôn trầm thì niên nó có hai pháp rõ ràng, nó trong đó nó có 13 pháp, nhưng về phần mà đi kinh hành nó có hai pháp rõ ràng, một cái pháp tu tập tỉnh thức và một cái pháp tu tập phá hôn trầm thì niên. Cũng đi kinh hành mà cái pháp phá hôn trầm thì niên thì mỗi hành động của mấy con dở chân lên, bước chân tới, hạ chân xuống đều phải tắc ý. Còn cái pháp mà tu tập để cho chánh niệm tỉnh giác cũng trên thân hành thì không cần tắc ý, chỉ bước đi bước nào biết bước nấy, đó là tỉnh thức. Tỉnh thức ở trên cái bước đi của mình thôi. Còn khi bị hôn trầm thì miên thì không thể tu tập như vậy được, phải tắc ý rất lớn rất to, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Mà mỗi lần mà mấy con lĩnh của mấy con dở chân lên là mấy con dở chân lên, gồng cái chân cho cứng lên, cơ bắp mấy con cứng lên, rồi mấy con đưa chân tới, hạ chân xuống, với cái sự cơ bắp rất là gồng cứng lên. Như vậy làm sao nó ngủ được? Chứ mấy con tu tập mà lơ mơ thì mấy con sẽ bị khổ. Cũng phát thân hành niệm, nhưng cũng đi kinh hành, nhưng mà đi kinh hành phá hôn trầm thì miên khác, đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác khác. Mình phải biết phân biệt cái pháp tu chứ. Mấy con không biết phân biệt pháp tu, mấy con cũng nói là tôi đi pháp thân hành niệm như vậy vậy. Không phải đâu. Nó có một cái ác pháp, nó có cái đối tượng gì đó buộc lòng mình phải phá cho sạch cái đối tượng đó thì phải tu pháp đúng pháp đúng đó. Cho nên ở đây mấy con nhớ nè, thầy không dạy mấy con nhiều, bởi vì dạy nhiều mấy con tu lung tung rồi, mấy con nó không có ai ở gần mấy con. Ví dụ như bây giờ 19 cái đề mục của đề niệm thôi, nó cũng có thể trị bệnh ở trên thân mấy con được, nó có thể trị được cái tâm bệnh của mấy con được. Ví dụ như có người chửi mấy con ôm cái pháp định niệm hơi thở, mấy con về cái đề mục đó, mấy con sẽ an trú được cái tâm mấy con. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hiểu vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi. Trong khi đó mấy con bị người ta nói nặng, mấy con giận lên, mấy con an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hiểu vô, an tịnh tâm hành. Thì mấy con hít vô thở ra rồi thắc ý hít vô. Một chút xíu nó đâu có còn giận nữa mấy con. Con xả ra được đó. Phải không? Đó là một cái pháp. Bây giờ cái thân mấy con đau nhất, bất cứ cái bệnh gì đau nhất trên thân mấy con thì mấy con cũng dùng cái pháp định niệm hơi thở để đối trị cái thân mấy con. Thì mấy con dùng cái câu tập ý khác, không phải giống như cái tâm của mấy con nữa. An tịnh thân hành, hồi nãy an tịnh tâm hành, cả con thấy nó khác chứ đâu mà. À, thân hành, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô ra rồi tiếp tục tập ý. Chừng nào mà thân của mấy con không đau nhất nữa thì mấy con nghĩ, còn đau nhất thì còn ôm hơi thở mà tu tập. À, mấy con nhiếp phục được trong tâm mình, trong hơi thở rồi thì mấy con sẽ không thấy đau. Tại mình nhiếp chưa được, cho nên vì vậy mà mình còn cảm nhận thấy đau. Chứ nhiếp thấy biết có phần, nhiếp có hơi thở, tức là tâm mình nó đã dính trong hơi thở thì nó sẽ không dính trong cái cảm thọ. À, mấy con thấy nó rất rõ. Nhưng mà bây giờ mấy con nhiếp chưa được là tại vì cái cảm thọ, cái sức đau đó nó nhiều hơn cái sức mấy con nhiếp. Cho nên mấy con cố gắng cứ siết chặt hoài một lúc thì bắt đầu mình biết được ở trong là thì căng thẳng. Bởi vì 19 cái đề mục của hơi thở chứ đâu phải một cái đề mục đâu, nhưng mà tu gì lập dần nó làm cho mấy con lúc nhớ lúc quên, nhớ cái này quên cái kia,
Cho nên ngay cả cái chân lý của đạo Phật ôm chặt nó liền tức khắc để mà chiến đấu dưới giặc sinh tử. Nó đau nhức trên thân của mấy con, nó buồn phiền giận hờn lo lắng suy tư đều là giặc sinh tử hết. Nó có những cái giặc đó nó mới làm cho thân chúng ta bệnh, làm cho thân chúng ta đau khổ, làm cho thân chúng ta chết. Còn một cái con người mà luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, không buồn không giận, không thân không bệnh không đau, làm sao nó chết được mấy con? Cái thân người mà muốn chết đó, nó đau bệnh rồi nó mới chết, ít có khi nào mà tự tại chứ. Dù là cái người đó có phước rất lớn, họ vẫn có bị cảm xúc cái rồi chết. Đó là cái phước. Còn mà vô phước đó, nó nằm trầm trễ đó cả tháng nó không mới chịu chết chứ không phải. Khổ lắm mấy con, có thân khổ. Cho nên mình biết mình cái phước nhỏ hay là phước lớn đây. Nếu mà phước nhỏ nó nằm đó, gia đình mình con cái phải nuôi, phải dưỡng, phải ẩm, phải bầm, phải đổ những cái đồ bất tình, rất là vất vả, cực khổ. Còn cái phước lớn nó chỉ ở nghe xúc số cái nằm xuống đó, nó cũng phải bệnh rồi nó mới chết, nhưng mà nó đau sơ rồi nó chết, nó phải đau nó mới chết. Nó làm cho mình thở không được, chỉ trong vòng 5-10 phút nghẹt thở, thở không được, tức ngực quá, ráng thở, thở không được, thế mới chết. Trước khi đau thì có người nào cũng khổ hết. Bởi vì Đức Phật nói sinh già bệnh chết, chết khổ chứ đâu phải muốn chết nó chết dễ cho mấy con đâu. Nó nghẹt cổ mấy con, nó thở không được nó mới chết. Mà thầy muốn nói nó nghẹt cổ là tại sao? Tại đàm nó lên nó chặn cổ mấy con đó. Các con có nuôi bệnh các con biết, mấy cụ mà sắp chết đó, đàm nó chặn thở ồ ồ ồ cổ vậy. Khổ lắm mấy con, nó không đơn giản. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta còn sức khỏe, còn cái thức tu tập, thì chúng ta phải nỗ lực làm chủ được thân của chúng ta. Ngay đó bất cứ bệnh gì trên thân chúng ta là đuổi ra cho khỏi. Còn chúng ta muốn chết thì chúng ta bảo tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống mà chết thì nó ngưng hơi thở nó chết. Đó là mình được chủ cái thân của mình. Hãy ráng tu tập mấy con, không ai mà có thể thay thế được sự đau khổ này. Cho nên mấy con phải sắp xếp gia đình. Lớn tuổi rồi, sắp xếp cho con cái. Chứ bây giờ mấy con còn sống, mấy con lo cho con cái đứa này đứa kia, rồi ẩm bầm cháo chích này kia, đến khi chết mấy con đau khổ, nó không đau khổ phụ giùm mấy con được. Chỉ có mấy con tự cứu tự. Cái tình cảm mấy con nó sẽ trói buộc, cái ái cái sự nó trói buộc mấy con rất chặt, mấy con bỏ không được. Nhưng tới chừng mấy con chết rồi thì mấy con dù muốn sống thêm nó cũng không cho mấy con sống thêm. Mấy con có thương con cái cái cách gì đi nữa nó cũng lôi mấy con đi mất. Mà mấy con chết rồi thì nó tiếp tục nó tương vân tái sanh, thì những cái người con cái của mấy con không còn biết nó là con cái. Nó là nhân quả chứ đâu phải gì. Một là nó đến nó đòi nợ mấy con phải nuôi dưỡng nó, mấy con phải trả. Nó phá của cải tài sản mấy con, nó ăn cắp, nó lấy, nó đi chơi, nó hoài bạc. Đó là mấy con trả nợ những cái đứa con nợ, nợ của đời trước nó đến rồi. Còn nó nợ mấy con, nó lên nó, mấy con sanh nó ra, nó dễ dàng, nó không bệnh đau, nó không tốn hao tiền than thuốc gì hết. Tức là mấy con nợ nó. Cho nên nó lớn lên rồi, nó học tập, nó đi làm, có gì nó dành dụm, có cái đồng nào nó cũng đưa mẹ hết. Mấy đứa này là nó nợ mấy con, nó đến nó trả. Còn mấy đứa con mà nó phá tài sản của mấy con là mấy con nợ nó, đến nó đòi. Các con thấy nhân quả chứ không có gì. Cho nên trên cái bước đường tu theo đạo Phật thực tế lắm mấy con, rất là phải ráng nỗ lực tu. Không ai cứu mình bằng chính mình, phải thực tế cụ thể, phải ráng cứu mình. Hôm nay các con có duyên đi với thầy chân quan này, được nghe thầy giảng, được nghe thầy nói, thầy là một con người bằng xương bằng thịt như nước non, thầy làm chủ được sự sống chết của mình, giống như Đức Phật ngày xưa. Trong thời Đức Phật có nhiều vị chứ không phải có riêng Phật đâu, nhiều vị chứng quả là mà chứng quả A-la-hán thì người nào người ta làm chủ cũng được. Chữ A-la-hán tức là danh từ của người Trung Hoa hoặc của người Ấn Độ.
người Trung Hoa dịch là A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là cái tiếng Việt mà dịch theo Hán tự thì nó là vô lậu. Còn chữ A-la-hán là dịch nôm cái âm của người Ấn Độ. Còn cái nghĩa của nó là vô lậu, không còn đau khổ. A-la-hán không còn đau khổ chứ không có gì. Còn tiếng Việt của mình gọi là không còn đau khổ. Tao nói dễ hiểu quá. Cho nên người chứng quả A-la-hán là không còn đau khổ, người ta làm chủ được bốn chỗ sinh già. Nhưng tại sao bậc A-la-hán không gọi họ là Phật? Tại vì chỉ có một ông Phật duy nhất thôi, ông ta tự truy tìm ra được cái phương pháp tu tập làm chủ bốn sự đau khổ, thì cái ông đó gọi là ông Phật. Còn những vị khác cũng làm chủ được bốn sự đau khổ, nhưng phải theo cái lời dạy của cái ông này. Chứ ông ta đâu có tìm ông A-la-hán, ông đâu có tìm cái pháp mới ông tu để chứng quả A-la-hán đâu. Ông cũng phải nương theo cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật. Ông nỗ lực, ông thực hiện được, ông chứng đạo, ông cũng làm chủ được sự đau khổ, cho nên gọi là A-la-hán. Ông phân biệt được như vậy thì mấy con thấy như thầy bây giờ, thầy có làm chủ được, thầy cũng A-la-hán mà, chứ không thể gọi thầy là Phật được. Cho nên trong cuộc đời chúng ta chỉ duy nhất có một ông Phật. Thế mà bây giờ chúng ta lại thờ ông Phật Di Đà, rồi Đức Bà Quan Âm, rồi này kể đủ Đức Di Lặc. Sự thật đó, đó chúng ta tưởng tượng ra mà chúng ta tưởng, chứ đâu có cái ông Phật thật sự. Ông Phật thật sự có đó, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ. Con người có ở trên hành tinh này là hẳn hoài hoàn. Còn mấy kia mấy con thấy ông Phật Di Đà tri cái hộ khẩu trên hành tinh không có. Thế như vậy ông đâu phải là con người thật, con người tưởng. Chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh giới đó, ông Phật Di Đà, để chúng ta tu tập, đó là ngoại đạo. Ngoại đạo nó tưởng tượng ra 33 cõi trời, trong đó có cõi trời đâu chứ. Mấy con em, nó tưởng tượng ra chứ đâu có. Cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Mấy con tưởng tượng ra chứ không có khó cái đó đâu. Rồi cho nên ông Phật Thích Ca ông tu tập, ông đi tri tìm coi thứ coi cõi trời ở đâu. Mà rồi Đại Thừa lại nói ổng từ ông Phật Thích Ca, từ cõi trời đâu xuất tới mới xuất hiện xuống thế gian, mới tái sanh xuống đây. Xạo ghê gớm. Đã không có mà lại nói ông Phật Thích Ca ở từ cõi trời đâu xuất mà về cõi thế gian này để mà tái sanh ở bên Ấn Độ. Thì thật sự ra họ tưởng tượng ra, họ dễ dời. Bởi vì kinh sách Nguyên Thủy, lời của Đức Phật dạy còn rất rõ ràng. Cho nên chúng ta biết rằng trong cuộc đời chúng ta chỉ có duy nhất có ông Phật Thích Ca mà thôi. Trong các chùa chúng ta nên thờ một ông Phật Thích Ca. Còn tất cả các vị Phật khác dẹp hết đi, nó không có đâu. Bây giờ đi đâu thỉnh thoảng tới cái chùa nào đó, ông Phật Di Lặc ngồi cái bụng khỏe bị lớn. Trời đất ơi, ông ăn cái gì mà dữ vậy? Người ta tưởng tượng ra. Đó là một cái sai đó. Con người ta hay sống tưởng. Cho nên vì vậy mà khi mà mấy con tu sai là mấy con sẽ bị tưởng. Thầy muốn nhắc. Bởi vì khi mà cái ý thức của chúng ta nó còn làm việc thì ý thức nó hoạt động. Mà khi mà nó ngủ nó không có hoạt động thì mấy con mới chiêm bao. Mà chiêm bao là tưởng thức, mấy con hoạt động chứ gì. Bây giờ mấy con tu sai cho nên vì vậy mà ngồi đây thử nay sao ngồi nghe nó an ổn vô cùng, an lạc kỹ lạc lắm. Thì mấy con bị tưởng mất rồi. Chứ tu thì mình giải thoát là người ta chịu không giận, chứ đâu phải có cái sự an lạc nào đâu. Các con hiểu không? Ai cho mình ăn cái gì đâu mà an lạc đâu. Mình không giận là tại vì mình thấy giận nó khổ, chứ nó mình không giận ai hết. Mà không giận thì đâu có phải có sự an lạc gì trong đó đâu. Mà có sự an lạc là mấy con bị tưởng. Cha bữa nay tôi ngồi tâm nó không vọng tưởng, nó không niệm gì hết, mà hào quang ánh sáng nó xẹt qua xẹt lửa dưới ta, mấy con bị sắc tưởng mất rồi, có phải không? Tưởng là chứng đạo có hào quang rồi, ai ngờ đâu tưởng chứ đâu là chứng đạo. Cái chứng đạo là người ta chửi mình không giận, mình không còn ham muốn gì. Bữa nay người ta đem cơm muối mình thấy không có chê. Trời đất ơi, tụi bay mà cho tao ăn cơm muối gì cho tao chết, đâu có chất bổ gì đâu. Nữa đó là mình sinh dục rồi đó. Ăn để sống mà.
Cho nên Đức Phật đi xin người ta, bữa đó người ta cho cơm không, cho muối uống rượu cơm không à. Còn ngày xưa mà thầy ở dưới Hòn Sơn, thầy ở dưới An Giang, thầy đi cất thực, họ cho bánh mì không, họ cho cơm nữa, thầy về ăn bánh mì sống. Rồi có nhiều người họ phá nữa, thầy cũng vấn y như sư này vậy đó. Rồi thầy đi khất thực, họ lấy một cái trái dừa như thế này, họ bỏ ra cái bát của thầy đầy nhóc rồi. Còn đi xin thứ gì nữa, thôi về ăn cái gì. Chứ về trẻ đi vừa ăn cũng sống như thường, không có gì đâu. Phụng nước rồi ăn cái dừa, có phải không? Tại vì cái ngày đó người ta cúng dừa mình như vậy, thì mình cứ ăn vậy, chứ đừng có đòi hỏi cái gì nữa. Mà mình đòi hỏi là phải có cơm ăn mới sống. Cho nên đối với thầy, việc có cơm ăn cũng được, mà không cơm ăn cũng được, cái gì ăn cũng thể sống được. À, bữa nay người ta cho mình một trái thanh long, hai trái thanh long trong bát, và đơn về cứ ăn trái thanh long đó mà sống, không có chết chóc gì đâu mà sao. Các con thấy không? Có ăn mà sống à. Cho nên đi khất thực rồi người ta cho gì ăn đấy, không có chê con gì. Mà bác còn lưng thì đi xin, mà bác đầy thôi. Nhất là ô mình bác đi xin mà ai bỏ tiền vô trong đó, thì mình sẽ nói với người Phật tử, nói với cái người mà bỏ tiền ở trong bát của mình, người đi xin làm một tu sĩ đi xin, xin Phật tử đừng bỏ tiền trong đó. Người tu sĩ không có giữ tiền, cái giới luật của người ta có mà, có còn phải không? Cho nên vì vậy lấy cái giới luật đó để mình nói cho người Phật tử người ta biết, người ta không bỏ tiền. Thế không khéo người ta thôi, họ móc túi ra có 5.000 hay 3.000 hay 100 hay 200 mà bỏ ông bác cái họ đi. Cái kiểu đó làm cho mình phạm giới đó, không có được. Xin Phật tử vui lòng gì, người tu sĩ có cái giới không có giữ tiền, mà giờ trong bát xin tiền được. Quý Phật tử nếu mà có lòng đến đây mà cúng dường cái tâm, chắp tay xá như thế này, con xin cúng dường cái lòng con là đủ, không cần đòi hỏi một cái cây nào, thì nhận cái lòng cúng dường. Còn nếu không thì muốn mì hoặc trái cây gì cứ bỏ trong bát, rồi về có gì thì mình ăn cái nấy mà sống. Tập sống như vậy nó gọi là giải thoát đó. Đó là đời sống của tu sĩ. Tu sĩ vậy mới thật sự là tu sĩ. Cái tu sĩ mà ăn mâm cao cổ đầy thì không phải đâu, đi xin ăn. Từ cái phương pháp tu để tâm mình được giải thoát, cho đến cái đời sống về oai nghi chánh hạnh của một tu sĩ, nó phải vậy. Thì mấy con cũng sẽ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế giải thoát. Cho nên ai trong cái bữa đó ở trong gia đình mình, hoặc là ai cho mình ăn gì cứ ăn vui vẻ, không có chê, không có đòi hỏi theo cái sở thích của mình phải ăn cái đó mới được, còn cái khác không được. Thì mình phải tập, phải tập mấy con. Cho nên từ chiếc áo tu sĩ mấy con tập dần, nếu mà có duyên mấy con trở thành tu sĩ rất là tốt. Mà thầy nói rằng mấy con cũng sẽ trở thành tu sĩ mới giải thoát thật sự, chứ chưa thành tu sĩ thì không giải thoát. Bởi vì chỉ có tu sĩ mới ba y một bát, mấy con bỏ hết xuống đó. Còn cư sĩ mấy con nói bỏ chứ chưa bỏ hết. Nó còn. Cho nên phải làm tu sĩ rồi mấy con sẽ thấy đời sống mình không còn hết rồi. Bỏ hết, bỏ sạch. Như vậy mới thật sự là vậy. Cho nên cuộc đời thầy đi xin ăn từ chỗ này đến chỗ kia thì biết. Vì vậy bây giờ trụ lại thì thầy không biết mắc cái gì hết. Chứ mà cỡ không trải qua một cái thời gian buông xả để đi xin ăn, nó sẽ dính mắt ghê gớm. Danh với lợi nó làm mờ con mắt mình hết. Khi chưa có thì nó cố gắng nó tìm cho có, mà có rồi thì nó đắm mình. Thầy bây giờ thì nói chung này, ai cũng dường tiền bạc cho thầy nhận cái lòng giao lại cho những cái người ta có trách nhiệm, người ta lo cho đời sống tôi. Thầy không có giữ tiền bạc, nó làm cho cái đầu óc mình chi phối. Rồi bây giờ bữa nay thầy phải chi ra để mua đồ ăn này kia cho 10 người Phật tử, 100 người Phật tử. Thôi cái chuyện mà chi chi thôi, thầy không chi được, thầy không chu nợ. Rất là khỏe, giao cho cái người Phật tử người ta làm, cái tu sĩ, cái tổ chức của mình họ lãnh nhiệm vụ đó là. Chứ mình đừng có nhận tiền bạc gì, nhận số nghĩa mà chẳng biết nhiều ít.
họ làm gian thì họ tội họ chịu, phải không? Họ lén, họ ăn xới ăn bớt trong cái tiền mà Phật tử cúng thì cái này tội. Mình chẳng cần biết cái điều đó, nhân nào quả nấy. Mình chỉ lo sao cái tâm mình luôn nào thanh thản an lạc vô sự, đó là hạnh phúc nhất. Thầy chỉ nói chỉ cần giữ nhiều đó đủ rồi, còn tất cả những chuyện thế gian đều là vô thường hết, phải không? Không cần biết. Cho nên thầy giải thoát. À, bây giờ thầy có cái áo này mà ai cúng dường thì nhận hết, nhưng mà không mặc đâu. Chờ cái áo này rách rồi thì mới mặc cái áo của người Phật tử cúng dường. Chứ chưa rách thì không mặc của ai hết. Nhận cái lòng cúng dường, nhận hết, nhưng mà ai cũng có chọn hết. Còn thầy mặc chừng nào mà rách giá đắp đập luôn, còn giá được thì thầy ngồi đó lấy cái kim giá. Mình giá xấu thì mình lấy cái kim mình làm sao sao vậy, nó cũng dính giống cái giá, nó không còn cái lỗ rách được rồi, chứ đâu cần cái giá cho đẹp, phải không? Ngày xưa mà khi thầy tu tập ở ngoài Hòn Sơn mà thầy về, mấy con thấy cái bộ quần áo thầy mặc, cái áo vàng này nó bạc màu hết mà nó đắp đập như thế này, vì nó lủng lỗ nó mục đó. Miếng vải này đắp lên, rồi miếng vải mà đắp lên giá nó lại mục, nó lại lủng nữa, đắp lên một lớp nữa. Trời, cái áo của thầy là áo lạnh ấy không, mặc vô ấm lắm. Nhưng cái bộ y áo đó đó được Phật tử xin để giữ làm kỷ niệm, thậm chí như cái đôi dép của thầy họ cũng xin làm giữ kỷ niệm, nghĩa là cái quai nó đã xích đi rồi, thầy lấy nhợ lấy chỉ thầy kết nó lại để mang đi chứ không được bỏ. Chừng nào mà nó mòn tận không còn xài được nữa mới bỏ, chứ còn nếu mà còn làm được mang đi thì không được phí bỏ. Mồ hôi nước mắt của Phật tử cúng dường mình chứ đâu phải công sức của người ta, chứ đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu. Tôi hiểu chưa? Thầy mà cái này là của Phật tử cúng dường chứ thầy có đi ra thầy cài cuốc thầy mua làm tiền thì làm thuê làm mướn đâu, thầy mua của thầy. Mà của mọi người là phải tiết kiệm, phải giữ gìn bảo vệ, chứ không được quyền mình xài phí. Đó là cái hạnh của người tu. Thầy muốn nói đây là oai nghi tế hạnh đó, mấy con, chứ không phải là người tu mình cứ mặc đồ sang không, không dám mặc đồ rách. Người tu mà mặc đồ rách bao nhiêu là người ta quý trọng bấy nhiêu, oai nghi cái hạnh của người tu. Cho nên mấy con thấy cái y của một cái người tu, tại sao người ta lại cắt từng miếng người ta đó. Ông Phật ngày xưa mấy con thấy đâu phải cắt từng miếng ra đâu, lượm từng miếng giải dụng đem là kết thành làm cái y mạnh, chứ đâu phải là được cái tấm giải lớn quy ông đâu. Còn mình giờ cắt ra nặng là manh mún rồi có kết lại làm cái y cho nó nhiều mảnh. Chứ thật là cái miếng giải lớn vậy thôi, chọn cái cho rồi đi, phải không mấy con? Đó là cách thức, cái hình thức, cái hình thức mình làm cho nó dụng ra rồi kết mình làm cái y, gọi là y 7 điều, y 25 điều. Mấy con thấy rõ ràng là cái kiểu cách làm giả dối. Thầy, mấy con cứ cúng dường giải thầy à, cái tấm giải như thế nào thầy chọn vô đời đủ rồi. Thầy thật sự là tu là phải thật chứ không phải làm giả dối như vậy. Còn cái y mà hiện bây giờ người ta mai cho quý thầy vẫn là đều là giả dối. Tấm giải đã cắt dụng hết rồi, cấu kết lại làm như là đi lượm giải ngót giải rách cấu rồi. Còn cái áo mà thầy đang mặc, nó không biết tại sao mà thầy mặc chiếc áo này thôi. Đó là chiếc áo dài dân tộc của Việt Nam. Thầy là người Việt Nam, thầy đã có lìa với tinh thần của dân tộc Việt Nam. Các con thấy các cụ của mình ngày xưa họ đội cái khăn đóng phải không? Họ mặc cái áo dài thâm đó, có phải không? Thì bây giờ thường thường cái áo mà của người Trung Hoa nó mặc đó thì cái tay nó dày mà, có phải không? Khi mà cái áo tràng mình gọi là áo tràng, đó là áo người Trung Hoa rộng ra. Còn người Việt Nam mình thích, các con thấy mấy cụ ngày xưa mà cái áo dài cái tay nó nhỏ lớn đâu, phải không? Cho nên người Việt Nam phải ăn mặc theo người Việt Nam, là tu sĩ cũng phải ăn mặc dưới tinh thần của dân tộc Việt Nam, không được ngoại lai, chịu ảnh hưởng của Phật giáo của người khác,
quý thầy mặc cái áo thầy rộng như thế này, thầy nói với ông thầy Tàu có ba mấy ông thầy Trung Quốc, chứ còn thầy Việt Nam mình thì ăn mặc này. Chứ đâu có mặc cái áo mà cái tay rộng tốn giải hao trời đất cơ nổi cái tay áo không bao nhiêu giải không biết đâu, cho nên không biết. Đối với thầy thì chiếc áo này là chiếc áo dài của dân tộc, đúng rồi. Cho nên ở đây với một cái tinh thần của dân tộc Việt Nam là người Việt Nam phải triển khai hết để Phật giáo đi sâu vào lòng người Việt Nam, không bị ảnh hưởng của những cái Phật giáo của Việt Nam. Cho nên hôm nay mấy con là người Việt Nam, chứ thầy không có giảng cho người Trung Quốc mà giảng cho người Việt. Chúng ta phải mang cái tinh thần của dân tộc Việt Nam với Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam có người làm chủ sinh già bị chết, còn Trung Quốc cũng có Phật giáo nhưng mà chưa có ông sư thầy nào làm chủ sinh già bị chết, thua chúng ta. Có bài không mấy con đấy, ông Phật là người Ấn Độ làm chủ sinh già bị chết, truyền dạy thì cái phương pháp cách thức tu tập người Việt Nam chúng ta làm được cũng lâu lắm, tại vì chúng ta theo Phật giáo Trung Quốc mà chúng ta không làm được. Chứ sự thật ra mà nếu đi thẳng vào con đường của Phật giáo không phải có một mình thầy làm được mà nhiều sư thầy, nhưng chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc rồi thì chúng ta làm được, bởi vì nó dạy trật lát đường rồi. Đó là cái sai. Mình cứ ngỡ tưởng nó là thầy tổ mình, sư thầy nó không phải đâu, dạy trật Phật pháp. Mai là kinh sách nguyên thủy của Phật có, mà Hòa Thượng Minh Châu là cái người ra công học Bali rồi dịch ra. Chứ cỡ mà không có một cái người Việt Nam mình mà học Bali thì chắc chắn không dịch ra được cái tạng kinh nguyên thủy. Thì chúng ta bây giờ cứ đọc theo cái Hán tạng rồi tạng kinh Tàu không à, tạng kinh của người Trung Quốc. Thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta hiểu Phật giáo chân chính được đó. Kêu là Hán tạng, cái tạng kinh bằng chữ Hán, bằng chữ Trung Quốc. Cho nên cái người Việt Nam chúng ta đừng có lai căng nữa rồi. Cái ngôn ngữ, cái tiếng Việt chúng ta rất đẹp. Cái ngôn ngữ, cái lời nói của người Việt Nam. Cho nên từ cái hình ảnh chúng ta cứ để cái tiếng Việt chúng ta ghi lên trên đó. Đừng có lấy chữ Hán mà ghi trên đó thì không hay chút nào. Tưởng là chúng ta giỏi hay không phải. Cho nên thầy thấy có nhiều cái hình cứ đem chữ Nho ghi trên đó, chữ Hán ghi trên đó thì sai. Tôi là người Việt Nam mà tôi viết chữ Việt Nam. Một dân tộc tôi có ngôn ngữ chứ đâu phải có hẳn hoài hoàn toàn có chữ của nó đàng hoàng. Tôi viết tiếng Việt Nam thì đi thì tôi nói đi chứ tôi đâu có nói khác được. Tây Mỹ đọc không được. Có phải không mấy con đây? Tây Mỹ đâu có đọc được. Ví dụ như thầy nói ví dụ như chữ đi thì người Pháp họ nói Ale là đi, phải không? Còn người Trung Quốc thì nói chữ khứ là đi. Còn người Việt Nam mình đi thì tôi nói đi chứ tôi có nói của âm của mấy người đâu, phải không? Các con thấy không? Mình giữ được cái bản sắc của dân tộc mình, của ngôn ngữ của mình, mà tiếng Việt của mình chữ đi nó đâu có giống, nó đâu có giống chữ khứ của Trung Quốc, có phải không? Cho nên khi mà viết ra thành chữ nôm á, thì mấy con thấy rõ ràng chữ khứ là đi, phải không? Cái nghĩa của nó dịch ra là đi. Nhưng mà muốn viết chữ đi bằng chữ Hán, chữ Hán nôm á, thì chúng ta phải viết chữ khứ. Kề một bên á, phải viết chữ đa có cái âm là đi đó mấy con thấy. Chữ đa mà ghép gần với chữ khứ, hai cái này thành một chữ gọi là chữ nôm, thì chúng ta sẽ đọc nó là chữ đi. Chúng ta biến chữ người Trung Hoa thành chữ Việt Nam, trong khi chúng ta cũng chưa có Việt ngữ. Có phải không mấy con thấy không? Nó thành ra chúng ta biến nó trở thành tiếng của chúng ta, gọi là chữ nôm. Cho nên chữ đi người Trung Hoa không có, mà chúng ta thì chưa có chữ, cho nên lấy chữ Trung Hoa biến thành chúng ta viết chữ đi. Các con thấy rất rõ phải không? Do như vậy người Việt Nam chúng ta hay lấy của người khác làm của mình, chuyển biến qua là người Việt Nam thông minh lắm. Bởi vì thầy nói người Tàu họ không thông minh, họ không có biến
cái chữ khác thành cái chữ của họ, cho đến khi mà chúng ta tiếp nhận với chữ, với ngôn ngữ của Latin thì chúng ta biến nó thành chữ Việt, chúng ta viết rất dễ dàng. Chữ D thì chúng ta viết rõ ràng, mà mấy con thấy chữ D thì của người Pháp, của Latin thì nó không có cái gạch ở trên cái đầu của nó, phải không? Ở Việt Nam mình chơi gạch đầu hết, đọc thành chữ D, còn nó đọc chữ D nó không gạch đầu. Có phải không? Vậy đó mấy con cứ xem coi, Việt Nam mình khôn lắm mấy con. Tiếng của người ta cái mình chỉ rồi làm tiếng mình, gạch thêm cái là tiếng của mình. Có phải không? Người Việt mình khôn lắm, nó biến ra chữ của nó không có để nó nguyên cái chữ của người khác nó đọc đâu. Nó khôn lắm, nó chế ra chữ nó. Ở thầy nói đơn sơ để mấy con thấy nhà ngôn ngữ học của Việt Nam chúng ta khôn lắm, chứ không phải là dạy đâu. Dân tộc Việt Nam mình thông minh lắm, chế ra. Thành ra thầy nó nhiều chữ chứ đâu phải một chữ hai chữ, mà chữ nào chúng ta chế cũng thành tiếng Việt của chúng ta hết. Bây giờ chúng ta có ngôn ngữ riêng biệt, mấy con nhớ công ơn của các vị mà đã làm ra được cái chữ Việt của chúng ta, thì công ơn của các vị đó cũng là cái người Việt chứ còn không phải là người Pháp làm cho chúng ta đọc. Đó, thì hôm nay chúng ta là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện một đất nước độc lập, một đất nước nhỏ như thế này, yếu đuối như thế này, nhờ có sự đoàn kết mà đất nước chúng ta độc lập. Nếu mà chúng ta không đoàn kết thì chắc chắn là chúng ta bị người ta cai trị. Và chúng ta càng ngày càng thông minh luôn. Rồi những cái lời kinh sách của thầy dạy đúng là thầy gieo vào tâm tư của người Việt Nam vươn lên để mà đất nước chúng ta so sánh vai cùng các nước trên thế giới, không thua nước nào. Bây giờ đối với quốc tế đều phải chấp nhận Việt Nam chứ đâu nói cái nước này ngoại rợ không biết chấp nhận đâu, đâu có gọi nó ngoại giao chỉ nữa mấy con, có phải không? Đâu có dám gọi mình là ngoại giao chỉ, mà gọi là nước Việt Nam, phải không? Gọi là Việt Nam chứ. Mà mình hồi đó mấy ông vua của mình khôn, mình còn muốn để mình ngon hơn nữa là Đại Việt. Có còn thấy có triều đại để đất nước mình là Đại Việt chứ đâu mà để nhỏ đâu, để nước mình lớn đó chứ không có nhỏ. Chữ đại là to đó mấy con, mà Đại Việt là nước Việt lớn đó chứ không phải là ít đâu. Đó thì dân tộc của mình đâu có thua kém ai đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con là dân tộc Việt Nam thì mấy con phải nỗ lực tu để xứng đáng, xứng đáng làm chứ. Chứ không phải là mình chỉ học biết đó, không phải đâu. Mà nỗ lực tu để xứng đáng là một dân tộc tu tập làm chủ được sự đau khổ, để con cháu chúng ta thừa kế nối với nhau làm một cái điều tốt cho dân tộc. Chúng ta tu đâu phải tu riêng cho mình đâu, tu cho cả gia đình. Mấy con làm chủ được sự sống chết, cả gia đình của mấy con sẽ noi theo mà tu. Mấy con tu không được, trời đất ơi, tưởng tu làm gì, thấy khổ cực gần chết, đêm nào cũng ngồi gõ mõ tụng kinh mà thấy có lợi ích gì. Còn bây giờ mấy con tu có bệnh mấy con đuổi, trời đất ơi, mẹ tôi sướng quá, tôi đau tôi chưa thấy mồ, đau nhất cần chết, mà đau cái bà bỏ đi thì bà không có đau, khỏi tốn tiền tha xuống. Mình phải hỏi bà có cách thức sao mình học tu. Không ngờ là một người mẹ tu được dẫn dắt bao nhiêu người con đều là đi trên con đường của bà Phạm. Chứ không lẽ mẹ mình làm được mà mình thôi không làm sao? Không có cái điều đó đâu. Cho nên mấy con tu được là mấy con dẫn dắt hết cả gia đình, chồng con dẫn dắt đều tu được hết. Nó lợi ích rất lớn, nó lợi ích cho cái gia đình của mình. Mà gia đình của mình đã làm chủ được sự đau khổ rồi thì nó lợi ích cho cái đất nước của chúng ta, cái xã hội của chúng ta. Người nào người ta thấy cái gia đình này người ta sung sướng quá, không tốn tiền than thuốc, không đi bác sĩ, không đi nhà thương, còn mình hở một chút cái chạy nhà thương, hở một chút cái siêu bác sĩ, trời đất ơi, làm bao nhiêu tiền cho mấy ông này ăn hết, phải không? Còn mấy con khỏi lo. Thì vậy thầy thấy cái gia đình đó thôi mình cũng bắt chước, bắt chước hỏi cái thực tu rút vô rồi thì mình được vậy. Cho nên tóm lại cái phương pháp tu rất là đơn giản, tâm bất đồng thanh tản là vô sự. Đừng có tu gì nhiều hết mấy con, nhiều đâu, hai chữ gai mắng thì cũng nhá, tâm bất đồng thanh tản là vô sự thì tâm mấy con sẽ đau nhất. Tâm bất đồng thanh tản là vô sự, cảm thọ đau nhất cái đầu hoặc cái bụng này đi, ở đây không phải chỗ mày đau nhất,
hả, mình nói vậy chứ mình có làm gì trong đó được đâu. Vậy chứ mà anh đi rồi, anh xứng nhờ anh xích gói anh đi. Bởi vì mình không chấp nhận cho ở trong cái nhà của mình thì phải xích gói đi chứ. Bây giờ thầy mới đến nhà con thầy ở mà con không chấp nhận, đi ra khỏi nhà tôi chứ không có được đây. Thì bây giờ thầy có cái gì thầy cũng mang ra thầy đi ra chứ. Người ta nhà người ta không cho mình ở, mình dám ở à? Có phải không, mấy con thấy không? Thì bây giờ cái nhà của mình này, mình không cho bệnh tật vô nè, thì nó phải đi thôi. Mà ý thức của thầy là cái chủ, mà ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chứ đâu phải ý là cái thứ thường. Ý là chủ nhà đó, nó chủ cái thân này nè. Cho nên bệnh đau là anh là chỉ là khách, anh đến anh thăm thôi, anh đến đây anh thăm cái nhà tôi thôi. Mà tôi không chấp nhận thì anh phải gọi điện. Cho nên bệnh đau là khách chứ đâu phải là chủ. Nếu mà chủ thì mấy con cứ đau rì rì hoài, có phải không? Nó là khách cho nên nó đến thì mình nghe nó đau, mà nó đi thì nó không đau. Mà giờ tôi đâu có chấp nhận anh đến đây cái nhà tôi, anh mang cái thứ đau này đến, tôi đâu có chấp nhận đi, thì nó phải gọi anh đi. Nó bước ra khỏi cửa thì mình đâu có đau nữa. Đó thì mấy con thấy nó đơn giản, nó rõ ràng, mà khách chủ đàng hoàng chứ đâu phải nói chuyện nói đùa được. Mà Đức Phật đã dạy rồi, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Ý của mình, ý thức của mình nó làm chủ. Tại sao mình có cái ý như vậy mà mình lại không sử dụng, không xài nó? Họ hỏi nó cái gì thì lấy ý mà đuổi nó đi. Khỏe quá, hôm nay gặp thầy sung sướng quá. Mình có cái phương pháp, có cái ý nó làm chủ được thì tất cả những cái khác đuổi đi hết, thì mấy con hạnh phúc vô cùng. Bây giờ mấy con có gì hỏi không? Không thì lo mà tu tập, để không chết rồi không có cái chỗ nào mà phí bỏ uổng cuộc đời, không có còn hỏi gì nữa. Phải không con, thấy không? Người ta nói thân là vô thường. Bữa nay ngồi nghe thầy, ngày mai chết, mấy con biết không? Chưa biết. Cho nên hôm nay tu cho từ buổi sáng này, mấy con tu tới chiều để mấy con làm chủ được nó, là ngày mai có chết tao cũng làm chủ rồi. Nó làm chủ mình không kịp. Còn mấy con mà không chịu tu, ngày mai chết á, nó hoằn hoại, nó đau khổ. Cho nên mấy con đừng có nghĩ rằng cái thời gian mình còn dài, đừng có nghĩ đâu, ngắn lắm mấy con. Cho nên nghe thầy rồi, thầy bắt đầu mấy người làm gì làm, tới trưa mấy người cho tôi bữa cơm thôi, tôi vô pháp tu nỗ lực tôi tu, bây giờ tới chiều tôi chứng đạo. Đức Phật nói mà, tu 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, mà bây giờ mình tu chừng bây giờ tới chiều, một ngày một đêm là chứng đạo. Nỗ lực, quyết tâm, nhiệt tâm là tu phải được à. Tâm bất động thanh tạng là vô sự. Mấy con nhắc nó mà suốt một đêm mà cái lực nó như thế nào? Đâu phải. Tại mấy con tu chi chơi đó, tôi cầm chừng thôi, chứ đâu có nhiệt tâm. Cái nhiệt tâm thầy nói là người nào tu cũng làm chủ hết. Quyết định mà mình tu để mình làm chủ, mình làm chủ thật sự chứ đâu. Cho nên nỗ lực đừng có phí bỏ thời gian uổng lắm. Chừng nào làm chủ như thầy rồi ngồi chờ. Bây giờ mình làm chủ rồi thì mình ngồi chơi. Con chưa làm chủ, trời đất ơi, đâu phải chuyện dễ với nó đâu. Nó không đến thăm thôi, chứ nó đến thăm rồi mấy con quằn quại đó. Cho nên bây giờ như thầy thì không có sợ tụi nó đâu. Đến nó bảo đi thì sẽ gọi đi. Còn mấy con bảo nó không đi, mấy con bây giờ nó sẽ gọi nó vừa rồi, bảo đi không đi thì nó chụp thân mấy con. Trời đất ơi, mình tôi nó nghe sao nó quỷ quái, nó mỏi, nó nhức đau chỗ này chỗ kia, bỏ đi nó không đi. Nó tại vì mấy con chưa làm chủ được nó, cho nên nó đâu có sợ. Còn thầy hét con gái đi. Cho nên bây giờ thầy ngồi chơi được rồi, còn mấy con không có quyền ngồi chơi, mà phải nỗ lực tu. Hiểu chưa? Đừng có lo cái chuyện gia đình này kia, con cái đâu. Chừng nào tao làm chủ rồi tao lo. Còn bây giờ tao chưa làm chủ, tao lo rồi mai mốt tao bệnh đau nó khổ sở, tao ai lo, tụi mới có chịu đau khổ tao được sao? Cho nên đừng có phí bỏ cái thời gian của mấy con. Hôm nay gặp thầy rồi thì tìm cách nào mà để tu tập trong một ngày cho đến 7 ngày là làm chủ sự sống chết này. Phải nỗ lực nhiệt tâm như vậy. 7 ngày là thầy nói là chứng đạo chứ không có khó khăn gì hết. Thầy tu rồi thầy nói không khó là không khó mà. Chứ bây giờ người ta chửi mình để mình giận thì nó khổ mình chứ khổ ai. Người ta chửi mình bảo tâm bất động thanh thản là vô sự, không giận ai nữa hết. Thì đó là giải thoát mình rồi chứ gì, nó quá dễ rồi chứ gì. Nhưng bây giờ nó chưa đủ lực thì ngồi đây thì nó có niệm này niệm kia, nó khởi ra chứ gì. Mỗi niệm đều tác ý đuổi. Không phải không mấy con?
mỗi niệm đều tác ý đuổi. Tại sao? Bây giờ niệm nó nhớ nhà, à ái kiết sử, đi đi, chỗ này không phải là chỗ ái kiết sử, chỗ này là chỗ giải thoát mà, đâu có nghĩ nhớ con nhớ cái được ở chỗ này nào, thì ảnh sẽ gọi anh đi mất cả. À, mà nó còn hiện ra nữa, đuổi nữa, đủ quá hai đuổi, từ sáng tới chiều đuổi riết, anh không thở nữa. Trời ơi, cái bà này, cái ông này sao mà dai quá, đuổi hoài. Người ta chạy ra, người ta núp vào vách rồi mà cũng còn đuổi. Chứ núp vách nó lát vô sao? Thấy không? Chỗ này mình đuổi phải đi cho khỏi cửa cổng. Chứ không có được núp núp ở đây nữa. À, mấy con phải làm thật sự như vậy. Thì mấy con sẽ dạy. Bảy ngày đi. Bền chỉ bảy ngày đêm đuổi từng cái tâm niệm của mình thì mấy con thành công. Chứ mấy con có đuổi ai? Đuổi cái tâm niệm của mấy con thôi. Tâm niệm nào là tham, sân, si, phiền, não, thương, ghét, giận, hờn đều là hiện trên cái đầu của mấy con hết. Thì mấy con chịu khó bảy ngày mà đuổi. Không cần lo ăn, lo ngủ nữa. Chỉ đuổi thôi. À, giờ này đi chưa hết mà còn ham ngủ hả? Mày ngủ cho nó vô hả? Cái còn mấy con thấy buồn ngủ, cái đi ngủ. Thì cái này không được. Tao bây giờ đuổi đi cho sạch rồi tao mới ngủ. Còn không đi tao không ngủ. Phải không? Tao ngồi đây mà bất động im lặng thì có thể tao ngủ. Mà ngồi đây mà còn niệm này niệm kia là tao ngủ. Mà tao ngủ tao có phương pháp chứ không phải là không có phương pháp đâu. Tao đi mày làm sao mày ngủ? Mà đi mày cứ mày gục tới mày lũi qua tới lũi lũi thì tao la. Tao la như thế nào? Dỡ chứ lên. Có phải không? Nó quẳng hồn, nó chạy mất. Bảo nó dỡ chân lên thì nó làm sao nó ngủ. Rồi mình dỡ chân lên thì bảo chứ đưa chân tới. Rồi đưa chân tới chứ tao đâu có dỡ chân nhẹ nhẹ đi vậy vậy mày ngủ sao? Phải không? Mấy con thấy mình có phương pháp mình đẩy. Chỉ đây thì đi ra tới cửa thì la hét nó hơi nó đi mất. Bây giờ thầy tỉnh bơ à, thầy không có buồn ngủ nữa. Thì thầy ngồi đây thì cứ coi mày còn có tâm mày còn khởi niệm gì không? Niệm là tao đuổi đi hết. Cuối cùng mình đuổi hết thì mình làm chủ chứ sao? Tại mấy con hễ thấy hơi buồn ngủ thôi đi ngủ. À, còn lý luận nó chứ ngủ cho có sức khỏe mới tu chứ. Trời đất ơi, nó dụ mấy con không biết. Cái tâm mấy con nó khôn khéo lắm, nó lừa mấy con đó. Tao bây giờ tao chưa có làm chủ, nhất định là mày lừa tao không có được đâu, đừng có dụ tao. Bây giờ đem vàng cho tao tao cũng làm. Có phải không? Bây giờ cho vàng mà ngày mai tao chết tao có xài được đâu. Có vậy chứ nên tao cũng không ham nữa. Vậy chứ mà thầy nói tâm mấy con nó dụ mấy con. Nó dụ nó đúng bám lắm á. Nghĩ chút cho khỏe. Đằng mình tu nó có sức khỏe tu nó mới tốt. Chứ chứ thật ra há cho sạch đi. Đừng có nghe dụ dụ á. Hôm nay được nghe thầy nói mấy con cán tu tập mấy con. Đừng chảnh mãn mấy con. Có thân người là khó chứ không phải dễ đâu. Mà được thân người rồi được pháp. Tu tập đó là cái phước báo. Chớ mấy con cứ nghĩ được một số người ngồi trước mặt thầy bao nhiêu người. Cả một cái ấp Gia Lâm này, cả một cái xã Gia Lộc này, cái huyện cả này, bao nhiêu người, hàng trăm hàng vạn người có biết pháp tu không? Đâu phải người nào cũng đến đây hỏi thầy đâu. Rõ ràng họ chưa biết ra. Họ bây giờ họ biết làm ra tiền nè, kiếm cách làm ra nhiều tiền nè, cất nhà tường nhà đài này, so sánh mua đất đai để dành đằng có giá lên bán lấy tiền nữa. Thì cái chuyện đó là chuyện họ đang làm đó, chứ có chuyện sống chết họ không có nghĩ đâu, có phải không? Cho nên bây giờ được cái người mà được nghe như thầy thì cái chuyện mà làm có tiền bạc bao nhiêu chừng mấy con chết mấy con không mang theo đồng xu nào, họ chưa chắc là họ chôn. Mà họ biết mấy con giàu mà chôn trong đó nửa đêm họ đào lên họ moi mấy con ra đeo bông vàng rồi họ lấy hết chứ đừng nói chuyện. Có phải không? Mấy con nghe những cái nhà giàu chết đó, thì họ vật mồ lên họ lấy hết đó, vợ đó. Cho nên vì vậy đó, có của cải nó càng khổ chứ không có sung sướng gì đâu. Còn nghèo nghèo chết với thầy vậy, cái hàng không có đào lỗ cho nó không có lợi nó móc đâu, có gì đâu mà móc. Cho nên nó sung sướng. Còn mấy người giàu chứ khổ lắm. Đào khi mà chết rồi chôn cất phải có người giữ, không có người giữ là chúng đào đó. Cho nên nghe thầy nói phải nỗ lực tu mới thôi. Tôi thật sự hôm nay được nghe thầy rồi, thấy không? Có một pháp duy nhất tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự là nó sẽ đẩy lui hết tất cả các cái chướng nghiệp pháp của mấy con, chướng nghiệp của mấy con.
đem lại sự bình an cho mấy con. Có như vậy thôi, đừng có tu pháp gì hết. Hồi nào tới giờ tôi đọc kinh sách thầy, tôi nghiên cứu thế này, kinh sách Phật nghiên cứu thế này, pháp này pháp nào cái dẹp xuống hết đi, chỉ có một pháp để cho dễ nhớ. Nhiều quá nó lộn xộn, lát thì tu đi kinh hành, lát thì ngồi hít thở, lát thì ngồi quán tư duy này, trời đất ơi, tu nhiều thứ vậy. Một mình tôi mà tu nhiều thứ vậy, nó làm sao nó chuyên nhất, nó thuần thục được. Còn một pháp duy nhất là thuần thục dễ giải thoát, có phải không mấy con? Mấy con tu lát pháp này pháp kia, hỏi pháp nào tôi cũng tu hết, nhưng mà pháp nào không có thuần pháp nào hết. Thầy hỏi rồi, mấy con tu nhiều pháp quá, cuối cùng thầy hỏi pháp nào cũng biết hết, nhưng mà thuần thục như thế nào? À bây giờ mấy con tu pháp định vô lậu không? Thì bắt đầu bây giờ thầy nói mấy con thuần thục là nó vô lậu rồi chứ gì? Thấy không? Vậy thì thầy đem nắm muối cho một bát cơm, đừng có chê nó, thì đó là nó vô lậu. Mà giờ tôi ăn như thế này không được thì nó là hữu lậu chứ sao? Nó dễ dàng lắm vậy. Mấy con nói vô lậu phải không? Ờ à, được rồi, thầy chặt một cái khúc cây về, thầy quất cho một roi, hỏi có đau không? Nói đau thì tức là chưa, còn hữu lậu. Có phải không? Thử biết liền chứ. Chừng nào mấy con thấy bây giờ không có đau thì tức là vô lậu. Nó dễ dàng lắm, thử là biết liền. À, cho nên trong cái đường tu nó dễ lắm mấy con. Hãy nỗ lực tu, tu thật sự làm chủ được rồi. Mình nói thân này không có còn đau gì hết thì người ta đánh một cái bước mình nghe không đau, đúng là thật sự ra mình vô lậu thật. Mà còn đau thì còn hữu lậu đó. À, mấy con dám thử không? Thầy lấy cái cây thầy đánh thử rồi. Nếu mà đau thì còn hữu lậu, mà vô không đau thì nó là vô lậu. Chắc chắn là bây giờ người nào cũng còn đau hết, thì tức là còn hữu lậu. Không phải không mấy con thấy chưa? Dễ lắm, vô lậu với hữu lậu là dễ, thử lắm, không có gì mà khó đâu. Thôi bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không? Hay là ôm một pháp, hỏi lung tung rồi bây giờ nó không biết nữa chứ, mới quên trước quên sau. Chỉ một pháp thôi, tâm bất động, thanh tả an lạc vô sự, đủ rồi. Không phải mấy con, bấy nhiêu đó thôi. Về tu bấy nhiêu, rèn luyện bấy nhiêu, ngày ngày cứ rèn luyện bấy nhiêu đó đó, để tâm và thân mình được giải thoát. Bấy nhiêu đó thôi, đừng có tu nhiều pháp nữa thôi, là đủ rồi. Không, thôi bây giờ là mấy con có hỏi thêm thì mấy con cũng hỏi kiến giải thêm để đi ra nói láo với thiên hạ, chứ mấy con tu được cái gì đâu. À, nghe thầy nói, hỏi đừng, thầy nói đừng mớm cho cái sự trả lời đó cho được hiểu đó, để mà ra đó có ông nào hỏi tu sao cái bắt đầu làm thầy à. Thôi thôi nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà cuối cùng mình chẳng được làm gì hết. Ở đó coi chừng làm thầy giả đó mấy con. À, cho nên vì vậy đó, nỗ lực tu, ngậm miệng lại mà tu thì chắc ăn thôi, không nói gì hết hoàn toàn. Chừng nào tu xong rồi, làm chủ được rồi thì dùng cái tuệ tam minh của mình quan sát chỗ nào có duyên, người nào có duyên đến đó mà dạy người ta tu. Người có duyên mình nói người ta nghe, người không duyên người ta nói bà ta nói láo, mà ông đó mới xạo làm gì có chuyện đó được, có phải không mấy con? Chưa chắc người ta đã tin mình đâu. Cho nên thầy nói thật sự ra khi hữu duyên thì nói gì người ta cũng nghe, mà vô duyên rồi thì nói gì người ta cũng không nghe. Cho nên Đức Phật nói quá duyên mà độ chúng, dạy người là dạy cái người có duyên, chứ dạy người không duyên thì không bao giờ. Cho nên trong cái buổi mà Đức Phật thuyết pháp đó, ông A Nan ngồi thấy có ba người đó ngồi cứ gục tới gục lui, trời cái bài pháp Đức Phật thuyết quá hay mà tại sao ba cái người này ngủ? Thì cái người đó người ta không duyên, người ta phải ngủ chứ sao? Ông Phật nói ta không có duyên với pháp đó thì bây giờ làm sao người ta nghe? Cho nên người ta ngủ là phải. Còn bây giờ nãy giờ thầy coi chừng coi mấy con có ngủ không? Thật sự ra mấy con thức thầy có duyên. Chứ không phải mấy con cứ gục gục kìa thầy nó. À, cái cô đó cái này, chú đó chắc không có duyên với pháp, cho nên mình nói pháp thức hay mà họ không có duyên, cho nên họ gục tới gục luôn. Còn này không gục đó thì tức là còn có duyên với pháp, cho nên vì vậy mà đáng tu. Thôi bây giờ thầy chuẩn bị thầy về phải không? Rồi không còn gì nữa con cứ